Chào tất cả các bạn, cuộc đua sprint ngày hôm qua ở trường đua Buriram, Thái Lan đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc đua tới chức vô địch mùa giải MotoGP năm 2024. Và trong cuộc đua này thì hai rào cản đã bị phá vỡ. Và các bạn hãy đón xem đến hết video này. Rào cản thứ hai mình sẽ bật mí cho các bạn. Và đây là một cái rào cản, đây là một cái kỷ lục mà kể từ năm 1996 đến năm 2024 mới xuất hiện. Cho nên là các bạn hãy xem đến hết video này để biết kỷ lục đó là gì ha. Nhưng mà đầu tiên chúng ta hãy nói về kỷ lục đầu tiên, rào cản đầu tiên đã bị phá vỡ, chính xác là như vậy. Và đây là một cái yếu tố hết sức quan trọng quyết định số phận của hai tay đua Pecco Bagnaia và Jorge Martin trong chặng đường tới chức vô địch mùa giải MotoGP năm nay. Đó là bây giờ quyền quyết định không còn nằm trong tay của Pecco Bagnaia nữa. Về mặt toán học, nếu như Pecco Bagnaia giành chiến thắng tất cả 5 cuộc đua còn lại của mùa giải này, chặng đua chính vào lúc 2 giờ chiều chủ nhật ngày hôm nay các bạn ha, và sau đó thì hai cuộc đua ở Malaysia và hai cuộc đua ở Valencia, chúng ta có 5 cuộc đua tất cả. Và nếu Pecco Bagnaia giành chiến thắng tất cả những cuộc đua này thì anh vẫn không có quyền tự quyết, miễn sao Jorge Martin về đích ở vị trí thứ hai là Martin sẽ chính thức lên ngôi vô địch mùa giải MotoGP năm nay. Và thực sự đây là một cái cuộc đua rất là quyết định đến chức vô địch mùa giải MotoGP năm nay các bạn. Thực sự cuộc đua sprint ngày hôm qua đã giúp khoảng cách giữa Martin và Bagnaia nới lên thành 22 điểm. 2 điểm có vẻ không quan trọng lắm nếu như chúng ta đua vào đầu mùa giải, nửa mùa giải và ngay cả là những cuộc đua trước đó nữa. Nhưng mà đến cái thời điểm này của MotoGP 2024 khi chỉ còn 3 vòng đua nữa là kết thúc thì chúng ta thấy là 2 điểm cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nhưng mà điều này cũng không đồng nghĩa với việc là Martin sẽ dễ dàng giành được chức vô địch. Đó là nói về mặt toán học thôi các bạn. Còn trên sân đua thì chúng ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nên là cái cơ hội mà Martin giành được vị trí thứ hai ở năm cuộc đua còn lại thì nó cũng mỏng manh như là cái việc mà Pecco Bagnaia giành chiến thắng 5 cuộc đua còn lại. Nói chung là Marc Marquez và Enea Bastianini sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc quyết định ai giành được bao nhiêu điểm từ đây cho đến cuối mùa. Và chúng ta có thể kể ra những chú ngựa ô, có vẻ như những chú ngựa ô này chuyển thành ngựa xám rồi chứ không còn là ngựa ô nữa, như là Pedro Acosta. Hoặc là thực sự thì mình cũng không có lấy được một tay đua nào có thể là ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch nhiều như là Marc Marquez và Enea Bastianini. Cho nên là tất cả những tay đua mà đang ở top 4 đi, và đặc biệt là cặp đôi Martin và Bagnaia đều có thể mắc sai lầm. Nói về cái chuyện mắc sai lầm thì mùa giải này Bagnaia đã có 7 lần không giành điểm và Martin thì có 4 lần không giành điểm. Nên là vẫn còn tới 99 điểm từ đây cho đến cuối mùa giải để hai tay đua này và các tay đua còn lại có thể tranh giành với nhau. Dù sao đi nữa thì nói như thế để chúng ta biết được cái bức tranh hiện tại là như thế nào. Và như lúc nãy mình có nói thì quyền tự quyết không còn nằm trong tay của Bagnaia nữa. Và đây là cái rào cản, cái hàng rào đã bị phá vỡ, đã bị vượt qua rồi. Nên là Bagnaia giờ đây chỉ trông chờ vào chính bản thân mình này, phải thi đấu hơn 100% khả năng này, cộng với đó là chờ đợi sự sai lầm hoặc là chờ đợi các tay đua khác giành điểm từ Jorge Martin mà thôi. Nhưng mà các bạn cũng thấy là với một tay đua đang bảo vệ chức vô địch như thế thì một khi mà quyền tự quyết không còn nằm trong tay của bản thân mình nữa thì đó là một cái tác động tâm lý cực kỳ mạnh. Khi các bạn biết là số phận không do mình quyết định nữa mà do những yếu tố bên ngoài quyết định thì lúc đó mọi thứ, những cái sự tính toán nó sẽ trở nên phức tạp hơn, nó sẽ trở nên căng thẳng hơn. Mặc dù biết là Bagnaia chỉ muốn tập trung vào cuộc đua của mình, vào khả năng của mình, vào màn trình diễn của mình, nhưng mà giờ đây những yếu tố đó có vẻ như là
cân bằng hơn với các yếu tố là Martin có phạm sai lầm hay không, Bastianini sẽ thi đấu như thế nào, Marquez thi đấu ra làm sao. Cho nên là càng ngày cái áp lực lên Pecco Bagnaia càng lớn. Bagnaia cố gắng là rũ bỏ cái áp lực đó, nhưng mà thực sự thì nó vẫn là một cái gì đó nằm sâu, thẳm sâu trong suy nghĩ của tay đua số 1 Ducati. Dĩ nhiên là Bagnaia nói á, dĩ nhiên là Jorge Martin hoàn toàn có thể là về đích ở vị trí thứ hai trong tất cả các cuộc đua còn lại và trở thành nhà vô địch, nhưng mà tôi chắc rằng Martin sẽ rất là khó để mà không chắc lắm là sẽ kết thúc 5 chặng đua còn lại ở vị trí thứ hai. Dĩ nhiên là Martin có thể giành chiến thắng, có thể về đích ở vị trí thứ năm hoặc là ngã xe, tất cả đều phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố khác nhau. Và các bạn thấy là phong độ gần đây á, của Bagnaia thực sự là hơi khó hiểu. Hơi khó hiểu là tại vì có lúc á, thì lúc mà những cái buổi practice á, chạy khá là ok, chạy có cảm giác rất là tốt với chiếc xe. Nhưng mà khi vào đua á, thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Và ngược lại, có những lúc á, chạy practice cày giựt, không có được mượt mà, không có được xuất sắc. Nhưng mà vào đua á, là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nên là cái chuyện này thì các bạn cũng biết là mình cũng xin đưa ra một vài cái thông tin để các bạn có thể nắm rõ hơn ha. Bagnaia là một tay đua hết sức nhạy cảm. Nhạy cảm ở đây không phải là kiểu như mà kiểu mà đàn ông nhạy cảm, nhưng mà nhạy cảm ở đây là nhạy cảm với những cái sự thay đổi trên chiếc xe, nhạy cảm với sự thay đổi bề mặt đường đua. Và khi mà chúng ta có đủ thời gian để gắn bó với một chiếc xe nào đó thì cái sự nhạy cảm này càng ngày càng rõ rệt hơn. Người ta nhận xét rằng Bagnaia càng ngày càng giống như là Jorge Lorenzo và Dani Pedrosa trước kia, những tay đua mà một cái sự thay đổi nhỏ nhất cũng làm cho tâm hồn họ trở nên vô cùng xáo động và họ không biết phải làm như thế nào. Họ không biết phải xử lý cái vấn đề đó ra làm sao. Dĩ nhiên là họ vẫn có cách. Nhưng mà những tay đua kiểu như là Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo và bây giờ là Pecco Bagnaia, họ cần cái sự ổn định, họ cần cái sự nhất quán của chiếc xe, của mặt đường, của điều kiện, tất cả mọi thứ, tất cả các yếu tố bên ngoài để làm cho họ thi đấu tốt nhất. Nếu mà bất cứ một cái sự thay đổi nào xảy ra thì họ sẽ cảm thấy hơi bị lúng túng một tí. Dĩ nhiên là họ vẫn có cách để vượt qua, nhưng mà trong cái khoảnh khắc đó thì họ cảm thấy là mình phải làm gì đây, mình phải làm gì đây. Bagnaia có thể vượt qua tất cả những cái vấn đề đưa ra trước mặt mình, nhưng mà thẳm sâu trong suy nghĩ của mình, thẳm sâu trong trong nói chung là thôi, nói chung là thẳm sâu ha, thì Bagnaia vẫn có những cái vấn đề đó, vẫn tồn tại những cái vấn đề đó, rất là khó để mà Bagnaia có thể quên đi những cái vấn đề. Nói như thế để các bạn thấy là ngày hôm qua ở cái buổi practice á, thì cái nhiệt độ mặt đường á, nó thấp hơn 10 độ so với lúc đua sprint. Cho nên là cái cảm giác với chiếc xe nó không còn tốt nữa. Mặc dù là Bagnaia vẫn có những cái khu vực 1 và khu vực 3 chạy rất là xuất thần, chạy rất là hay, nhưng mà dù sao đi nữa thì Bagnaia vẫn gặp những cái khó khăn khi mà xảy ra những cái chuyện như thế. Bagnaia nói là tôi rất là mạnh ở khu vực 1 và khu vực 3, nhưng mà không hiểu tại sao khi mà vào chạy ở cuộc đua sprint thì khu vực này tôi lại cảm thấy không có được tự tin cho lắm và mất rất là nhiều thời gian ở đó. Cái độ bám của bánh sau á cũng ảnh hưởng đến Bagnaia rất là nhiều, tại vì nhiệt độ thay đổi mà các bạn. Và với một cái tay đua nhạy cảm như là Bagnaia thì đây là một cái sự chênh lệch khá là lớn. Sự khác biệt là 10 độ C và đường đua trở nên nhầy hơn, cái bề mặt tiếp xúc với lốp xe nó trở nên nhầy hơn. Nên là Bagnaia cảm thấy rất là khó để mà kiểm soát chiếc xe. Cái việc mà Bagnaia nhạy cảm á là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của tay đua này. Rất là tuyệt vời để mà sử dụng cái sự nhạy cảm này trong việc phát triển một chiếc xe mới, phát triển những cái chi tiết mới, những cái bộ phận mới để cải thiện hiệu năng của chiếc xe. Nhưng mà nó cũng là điểm yếu, tại vì chúng ta không biết được trên đường đua nó xảy ra cái chuyện gì, xe có thể nó gặp cái này gặp cái kia, độ bám nó không được như ý,
tại vì điều kiện thời tiết nó thay đổi liên tục mà các bạn, gió nó cũng thay đổi liên tục, độ bám, nhiệt độ, tất cả mọi thứ nó đều thay đổi liên tục. Nên là cái việc mà Bắc Na gặp khó khăn trong cái chuyện quá nhạy cảm như thế cũng là một cái điểm yếu của tay đua này ha. Rồi bây giờ chúng ta thấy là khi mà đứng trên bục trao giải podium cuộc đua sprint ngày hôm qua thì vẻ mặt của ban lãnh đạo rồi vẻ mặt của Bắc Na có vẻ như là không có được vui tươi cho lắm, vì họ biết là thực sự có những cái chuyện khó khăn hơn đang chờ họ ở phía trước, và họ cũng biết được rằng số phận không còn nằm trong bàn tay của họ nữa. Lúc này thì rõ ràng là NEA Jorge Martin có một cái lợi thế nhất định, và cái lợi thế này càng ngày càng lớn hơn nếu như Martin thi đấu tốt ở cuộc đua chính ngày hôm nay, thì cái lợi thế này sẽ được tăng lên rất là nhiều và hoàn toàn có thể kết thúc cuộc đua MotoGP ở Malaysia. Do đó ban lãnh đạo các thành viên của Ducati team á, thực sự là vẻ mặt cũng không có vui vẻ gì lắm, nên là sẽ mang lại rất là nhiều cảm xúc trong cuộc đua chính ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói qua Jorge Martin. Đúng là Martin đã có một cái pha đề ba, chính xác hơn là một cái pha lao về góc cua số 1, hơi bị gọi là quá nhiệt các bạn ha. Cố gắng là vượt qua bác này ngay khúc cua số 1 nhưng mà không thành công, và cả hai đều bị đẩy ra ngoài. Rồi Martin rớt xuống ở vị trí thứ 5, nhưng mà sau đó thì nhanh chóng lấy lại tinh thần, cho dù lúc đó là cũng hơi cuốn nhưng mà cũng lấy lại tinh thần và lần lượt vượt qua rồi Pedro Acosta, vượt qua Marc Marquez, rồi săn đuổi Bác Nea. Và khi mà săn đuổi Bác Nea như vậy và cố gắng duy trì một cái khoảng cách nhất định với tay đua số 1 của Ducati ấy, thì Bác Nea thì Jorge Martin lại chạy ra ngoài track limit tới 4 lần theo lời của Bác Nea. Điều đó cho thấy là cái race pace của những chiếc GP24 thực sự là khủng khiếp, và Martin cũng nói luôn là anh đã gần như là tận dụng được cái sự cho phép của luật lệ để mà tạo được cái lợi thế cho mình. Khi mà chúng ta chạy ra khu vực green area, cái chỗ màu xanh đó các bạn, thì chạy ra 2 lần thì sẽ bị long lap penalty. Nhưng mà Martin là chạy ra tới 4 lần, trong đó có 2 lần mình nhớ là hình như là không có chuẩn xác lắm, nhưng mà nói chung là Martin đã tận dụng mọi cái lợi thế mà luật cho phép để mà tạo được một cái khoảng cách lớn so với Bác Nea. Nên là Martin phải nói là dạo này chơi coi như là vừa hay ở trên sân đua mà vừa có những cái cuộc đấu trí rất là ấn tượng ở trên mặt báo, trên truyền thông như thế. 2 lần là cái số lần tối đa cho phép, được phép trước khi mà bị phạt long lap penalty, có nghĩa là trên 2 lần là sẽ bị phạt các bạn ha. Jorge Martin chạy trên cái màu xanh dương á là 2 lần, chạy trên cái màu xanh lá cây là 2 lần. Màu xanh dương á người ta gọi là Misano Curve, có nghĩa là ở những cái chỗ này bạn thích thì bạn chạy thôi, nhưng mà bạn mất nhiều hơn là được. Còn những cái chỗ mà màu xanh lá cây á, thì bạn được nhiều hơn bạn mất, nhưng mà không có ai cho chạy ra chỗ đó cả. Nên là nếu mà chạy ra quá 2 lần thì sẽ bị long lap penalty thôi. Bác này cũng than phiền về cái chuyện này, nhưng mà Martin vẫn chơi đúng luật trong cái điều luật cho phép, cho nên là vẫn không có gì phải than trách ở đây hết. Bác này chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ của mình thôi. Martin cũng phải nói là chạy cực kỳ hay các bạn ha. Rồi đầu tiên là vượt qua Marc Marquez này, rồi sau đó là vượt qua Bác Na bằng những cái cú vượt mà nói là thần sầu, đưa vào sách giáo khoa luôn. Điều đó cho thấy một cái thông điệp là Martin đã sẵn sàng giành chức vô địch và có thể là thi đấu một cách rất là aggressive như thế, rất là hung hăng, rất là mạnh dạn như thế, không có còn rón rén rụt rè nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói qua
một cái điều mà Martin cần phải lưu ý trong ngày đua hôm nay. Ngày đua hôm nay á là một ngày đua căng thẳng và nóng, đúng theo nghĩa đen của nó luôn các bạn. Cái chuyện mà Jorge Martin, khi các bạn để ý là vào khu vực trao giải á, thì Jorge Martin cảm thấy rất là mệt và nhìn vẻ mặt thì có vẻ bơ phờ hơn so với Pecco Bagnaia. Và đây là cái điều mà Jorge Martin cần phải lưu tâm. Cái chuyện mà Martin không có chịu nổi nhiệt á, thì chúng ta có thể lấy một cái ví dụ là ở Ấn Độ vào năm ngoái, khi mà về đích rồi á, thì Martin gần như là suy kiệt luôn, cần rất là nhiều nước để mà giải nhiệt. Nên là ngày hôm nay khi mà chạy ở Thái Lan vào lúc 2 giờ chiều, trong cái điều kiện nhiệt độ như thế thì Martin phải hết sức là chú ý là uống nước, chất khoáng, vi chất này kia cho nó đầy đủ, chứ không thể nào mà để mất nước thì mất nhận thức, rồi tất cả những cái thứ khác nó trở nên rất là phức tạp các bạn ha. Do đó là Martin sẽ phải hết sức là cẩn thận ở cuộc đua chính ngày hôm nay, và đây cũng chính là cơ hội để Pecco Bagnaia có thể là rút ngắn khoảng cách phần nào. Khi mà chạy ở Thái Lan và cộng với việc chạy ở trong một cái nhóm xe như thế thì nhiệt độ xung quanh nó cực kỳ nóng, cực kỳ nóng, và nếu mà chúng ta không có giải nhiệt kịp thời và đúng cách thì rất là nghiêm trọng, rất là nghiêm trọng. Một cái nữa là các bạn biết là trường đua Buriram á, là một trường đua rất là cần cái tài năng của các tay đua, kỹ năng của các tay đua trong việc tiết kiệm nhiên liệu. Ngày hôm qua các bạn để ý là khi mà chạy sighting lap á, chạy vòng thăm dò, thì các tay đua gần như là không ai chạy quá 100 km một giờ cả. Rồi để mà tiết kiệm nhiên liệu đó các bạn. Rồi tại vì chúng ta không có được đổ xăng ở trên khu vực đua đó, trên cái đường đua đó, nên là trước khi mà ra xe là đã đổ xăng đầy rồi. Rồi sau đó thì lốp xe cũng là một cái vấn đề hết sức là quan trọng. Kỹ năng quản lý lốp. Ngày hôm nay trời nóng thì có thể là một số tay đua sẽ chọn lốp cứng, nhưng mà Michelin có nói là lốp medium á, nó cũng có cái độ mòn rất giống với lốp cứng, nên là cái việc quản lý lốp là một cái kỹ năng quan trọng ở Buriram vào chiều ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói qua kỷ lục xuất hiện từ năm 1986 các bạn ha. Đó là ngày hôm qua các bạn thấy là 8 tay đua đầu tiên về đích đầu tiên á, đều là những chiếc xe của Ducati, và kỷ lục này được lập cách đây 30 năm là của Honda vào chặng đua ở Barcelona vào năm 1996. Khi đó thì Carlos Checa này, rồi dẫn đầu ha, rồi đến Mick Doohan, rồi Alex Crivillé. Nên là chúng ta thấy là Ducati đã thay đổi cách mà một chiếc xe MotoGP, cách mà một chiếc xe đua được làm ra như thế nào. Thay đổi hoàn toàn cái môn thể thao này trong vài năm trở lại đây. Nên là thực sự là sự thống trị của Ducati đã, nói chung là nó cũng không có một cái gì gọi là khó hiểu cả, khi mà họ đi một cái con đường mà chưa ai đi hoặc là rất ít người đi trước đó, và phát triển nó lên thành một cái vũ khí cực kỳ mạnh mẽ ở trên sân đua. Nó giống như là một cái rocket ship vậy, đặc biệt là trong địa đồ của Buriram á, thì thực sự là những chiếc xe của Ducati giống như là những cái quả tên lửa lao cực nhanh, rồi đoạn đường thẳng này, rồi thoát cua ra cua gì, tất cả mọi thứ đều được làm gần như là hoàn hảo. Và các bạn cũng thấy là bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái thông tin, đó là đây là lần thứ 78 mà có ít nhất một chiếc xe Ducati xuất phát ở hàng đầu tiên, và đây là lần thứ 63 liên tiếp nha các bạn, 63 liên tiếp chúng ta có một chiếc, ít nhất là một chiếc Ducati ở trên bục trao giải. Và hiện tại thì tính tới thời điểm này là đã có 14 chiến thắng GP liên tiếp cho Ducati, và chắc chắn là hôm nay sẽ có chiến thắng thứ 15 liên tiếp luôn. Nên là một chiếc xe phải nói được làm hết sức là tuyệt vời, và điều đặc biệt hơn nữa là Ducati đã có được những tay đua giỏi nhất, xuất sắc nhất để mà khai thác hết được sức mạnh của chiếc Desmo GP. Làm ra một chiếc xe mạnh, một chiếc xe hay
chỉ là một phần của vấn đề thôi, một mặt của vấn đề thôi, một vế của vấn đề thôi. Nhưng mà có được những tay đua có đủ khả năng, có đủ thời gian để mà chiết xuất tất cả những cái sức mạnh của chiếc xe đó là vế thứ hai, và Ducati đã làm rất là thành công trong những năm vừa qua. Rồi các bạn dự đoán hôm nay ai sẽ giành chiến thắng và liệu Martin có nới rộng được khoảng cách với Bagnaia hay không, hay Bagnaia sẽ có được may mắn ngày hôm nay sẽ về nhất và hy vọng Martin sẽ gặp một cái vấn đề gì đó và rút ngắn được số điểm ở trên bảng tổng sắp và đưa nhau đến Sepang và Valencia. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này, và nếu thấy video này hay thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký cũng như là nút like để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn những giờ phút xem MotoGP vui vẻ. Bye bye!